Đó thì khi mà tăng chủ ra sao kêu rồi 18 nước về Phật thầy ta an diệt, thì trong rừng hú lên nai hưu tượng beo gấu gì kéo về, thì Phật thầy ta an mới xé ăn miếng miếng hết, làm tôm hết ra cái con ở nước này con kia nước kia con nước kia, là khùng mà nó chơi chưa ban Phật. Như vậy thì bây giờ đó là kỳ này đó là kỳ gọi là đời cùng đã hết rồi, tu gấp kịp thì là kịp thời đó, đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non, mà báo ngọc ly kỳ năm non không đâu hơn là dùng nước cấm. Bây giờ đang nóng rồi rực á, đang nóng rực rực chứ là ngọc ẩn non côn đang tợ lửa lò chứ, trâu lạc đường dê nương bước ngựa. Bây giờ nếu quý vị mà cái mùa hè năm nay quý vị không tu là sẽ trễ 100%. Mà để thầy nói thế này, ngày vui tươi cũng đà lố bóng cỡ sao đời còn mãi say xưa, không tìm thầy đặng hưởng phước thừa, ngài lập hội tay dinh nhành quê, trao thân phận rạng danh hiếu để thọ giả thầy nơi chốn mây rồng. Thấy không, mà bây giờ công chuyện nó đang bày bộn tới đời sắp hết rồi, giả đạo là 83 năm rồi mà tín đồ bây giờ thấy tu cũng chưa ra gì hết, gọi là chưa mê cái đạo đó. Hồi nó mê đời, hồi nó mê tiền, hồi mê vàng, hồi mê đất, gọi là ru con buồn ngủ chưa mê đó, mà tâm đồ lên kép. Mà tao nói là làm ruộng ăn cơm đầm mà nuôi tầm ăn cơm đứng, quần do dặn này nè, mà cái chảo nước sôi này đó nếu mà để con tầm vô không kịp đó là nó quá ra nhầm, thấy không, quá nghe sao nhầm. Thành thử ra làm ruộng ăn cơm đầm mà nuôi tầm đứng thì ru con buồn ngủ chưa mê, mà tầm đồ lên kén, con tầm lên kén đầu là phải nhúng để lấy tơ liền chứ không để trễ được, mà con dê mình này phá chuồng nữa, con dê chỉ thân sao đó. Dù con buồn ngủ chưa mê tầm đầu lên kém mà sợi dây phá chuồng, nực cười cho lũ sẽ muôn đem lại cái nghiệp phá tuồng thương yêu, đến sau phách lạc hồng siêu rã rời thân thể mang nhiều quả ương, ai ơi ngắm cho tường nhìn năm tặng mặt hùng cường làm chi. Và kể cả cái bài thiên nữ ca thầy nó hết tất cả gì là diễn tiến tới như vậy thì thầy đi với biển đài là lên cảnh tà lơn, biết đâu những ngày mà núi nổ thì cái gì đặc thiệt sao, rồi đức cố gì đứng cưỡng cái bát đó là đức cố thiệt sao, thấy không, cái chuyện đó chúng ta không biết được. Bởi vì Phật Thiên Thánh rồi đó là điều là xe chuyển rất là nhanh chứ không phải mà ông ba thế này nè, ông ba nói là trong cái việc đời mà khi diễn tiến đó là giàu đây mà giàu có giàu đây nó dài tới nó khổ khổ lắm, chúng ta phải nghĩ là từ đây tới dài tới rồi khổ dài dài chứ không phải chuyện mà đơn giản đâu. Ông chỉ biết là thình tỵ sức long chiếu cố mà dặn thời quán thố tráng miêu, năm tới là cái năm mẹo, mà mẹo này đó là nó thầy em cọp đó, mà năm tới hôm tới mà cháu là năm nay đó, năm nay kéo dài tới năm tới đó, thấy sự thế chẳng tiêu mà tiêu mới lạ, thấy không, tiêu đó mà tiêu đó. Bàn điểm máy cực kỳ nhật dạ e nhân sanh thọ quả bất an, bàn điểm máy thật tiêu tan người thực gian làm nè, phải không. Như vậy thì bây giờ cái chuyện đời khi mà diễn tiến đầu đó thì bây giờ đó quý vị thấy rằng hôm nay chúng ta đi vào tháng 4 rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ cung kính Đức Phật của thầy. Kính trình Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cự Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi cảm ứng chứng minh. Kính đức ông Ba nhân những ngày lễ dỗ lần thứ 96. Ông Ba cũng cảm ứng chứng minh. Kính thưa quý vị thiết hình viên và mấy cháu quay YouTube cũng như quý vị về tham dự hôm nay nhân những cái mùa đại lễ Đức Cộng Ba Viên Tịch lần thứ 16. Từ đó thì nhân viên chúng ta được hội ngộ về đây. Vừa qua rồi thì quý vị nghe đồng đạo chúng ta trao đổi rất nhiều, cũng như đồng đạo Năm, rồi đồng đạo Bay Bờ, rồi tiếp đến là cái Quynh hồi nãy thì tôi không biết thứ mấy. Bên cạnh đây thì chúng tôi thấy rằng có cũng đạo đồng đạo là gì, đạo clip hả? Dạ bót. Rồi bót tên lâu quá rồi, cái đạo cái tên bót cũng cũng không có nhớ rõ. Khó kêu cái tên này, tên của người dân tộc hay sao. Nên trong cái công việc thì cái giáo pháp của Đức Thầy thì chúng tôi nghĩ rằng là trình độ chúng ta đến đại học hướng nhân hết trơn rồi. Cái sự tầm đạo chúng ta mà được ngồi mà nói chuyện ở đây thì nghe thì quý vị chúng ta đây đó là hiểu biết rất là thâm sâu. Nghe rất là phải nói rằng là đã nói đó thì quý vị đã hiểu đó.
rồi nói đó thì quý vị nghe để biết đó. Thì trong cái chương trình mà trao đổi qua cái clip video đó, bây giờ thì chúng tôi thấy cộng đồng mạng bây giờ đang rất là phổ biến rộng rãi. Không phải riêng gì đất nước Việt Nam chúng ta mà trong ngoài nước đều là có mở lên hi-fi là TV chúng ta được nghe hết, và ở trong máy chúng ta bật lên đều nghe hết. Mà đây là những cái thời kỳ hiện đại quá, công nghiệp quá và hiện đại quá, mà Đức Thầy đã tiên tri trước đây là bao nhiêu năm rồi, là từ ngày Thầy ra cơ hạ bút để khai đạo từ năm 1959 mà Thầy đã bước vào cái bút là hạ quân đã hết đời. Rồi phong ba biến chuyển đổi dời gia can, năm mèo kỷ mão rõ ràng, khắp trong trần hạ nhộn nhàng xiết chi. Ngồi buồn điên tỏ một khi, bá gia khổ não vậy thì từ đây. Khi mà Đức Thầy đã ký bút là mượn cái cơ bút sấm giảng này là giải đạo cho chúng sanh, là cái thời kỳ đã hết. Nhưng mà nhờ Phật tổ xin quản lại, là từ năm 1936, là cái năm đó là Ngọc Hoàng Vũ Sổ đó quý vị. Đức Thầy chúng ta cho biết là chúng sanh ngang ngược làm liều, Ngọc Hoàng Ngài muốn xử tiêu cho rồi. Nếu mà so lại cái năm 1936 đó, ông bà của chúng ta và những người ăn hiền ở lành, mà Đức Thầy còn cho biết là ông cha thổi trước ngu si mà ngay mà thật hơn thì đời nay. Còn bây giờ trong cái thời kỳ này mà Đức Thầy đã nói trong cái bài mà trao cùng lời ông Táo đó, quý vị thấy chúng ta rằng là cái cuộc đời này thì đã đến và tận diệt rồi, không còn nuôi dưỡng nữa. Mà Đức Thầy cho biết đó là thế này đây. Ở thị thiền đúa chen sướng khởi những tuồng hư cho bọn gái lặng trai, nào hút thuốc phiện hồi dĩa chai, nào trùm đi mã cô nghề hút mau. Ai để mắt xem đời chu đáo, khỏi thở than dùm dân tộc quá hư hèn. Dọn áo quần son phấn lăng chen, miệng cho mình được lên xe xuống ngựa. Mạng điểm tô cửa ai khốn, để mặt đất trời khuynh đạo lão tỏ bài, cho thượng đế làm tường chống sanh chung. Bấy nhiêu điều xét trong nhân chủng, táo để dùm cho thấu đến thiên cung. Còn nhiều điều gớm ghiếc hại hùng, mượn yếu lược đôi câu mà trằn tâu. Nay cùng ông hữu duyên tao ngộ, chúc ông về thượng giới được ban khen. Phần sĩ tăng tay trống miệng kèn, dắt thiện tính chẳng hưng nền Phật giáo. Nếu ngày nào khai thông đại đạo, đuốc từ bi rồi khắp cả nhân gian. Bể trầm lửng khô cạn sáo đàn, tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Cái đó là trong cái bài mà trao còn lời của ông Táo. Thì bây giờ quý vị chúng ta thấy rằng là lời tiên tri của Thầy đó bây giờ đã hiện bài sự thật. Kể cả năm châu thế giới này và kể đất nước Việt Nam chúng ta, mà nếu quý vị mình mà có bước chân đó ra từ ở Sài Gòn rồi ra những cái vùng Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu, thì từ sáng tới chiều là hình như là không có ai nói tới cái tiếng mà làm hiền, làm lành, ăn tương, ăn chay, niệm Phật là hay là bố thí hết trơn. Thì bây giờ đối với cái việc mà đạo chúng ta hôm nay là tu hành là có một cha, thế mà đôi khi còn chưa tội nguyện với nhau. Bây giờ trên tất cả những cái cộng đồng mạng đó, bây giờ anh Năm này nó đạo cũng tốt, rồi Đệ Bốt này nó đạo cũng tốt, rồi Đệ Dũng nó đạo cũng tốt, rồi anh em tất cả gì đó là chỉ là chúng ta làm với trách nhiệm là phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Đó là đền ơn Tam Bảo mà Đức Thầy ra đời dạy đạo từ Tây Phương nào ở đây, là lãnh sức lĩnh Đức Phật A Di Đà và Đức Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ, mà Đức Thầy cho biết là từ Tây Phương qua đây ngày nào thế này đây.
muốn tu tình nay đã gặp cuộc Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì Ngài thương xót chúng sanh ra sắc lệnh bảo tàng truyền dạy, nên khổ lao khùng không có nại, miễn cho đời hiểu đặng đạo màu. Ai muốn tầm đạo cả cao sâu thì hãy dẹp tánh tình ích kỷ, mau trở lại đừng theo tà quỷ, tham sân si chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho được sạch trong mới thoát khỏi trong dòng bệnh khổ. Lớp đau chết kể thôi vô số, thêm tà mang yêu quái chặt đường, chốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Vậy thì bây giờ đó là cái kỳ này gọi là cái kỳ tăng diệt nhân gian, Cực Thiên Khoa lão giả hậu quy nhân ấu giả mà ly kỳ thiên định dĩ thiên la, kỳ này trời định nhưng mà định. Bây giờ quý vị thấy năm châu thế giới này bây giờ người ta đi vào cái đại quả, mà cái các nước nào không tu rồi là đại quả trước, cũng như ở châu Phi nạn đói nạn chết các nước chết, rồi bây giờ Trung Quốc mà anh Năm đồng đạo chúng ta đây đó là coi chỉnh bây giờ lớp nào sát người ta châu, lớp nào thú dữ, lớp nào xe cộ, nước gì. Mà cái này thầy tiên tri trước à, tức thầy là tiên tri là hồi từ năm 39 đến nay đó, tức thầy cho biết á, khắp thế giới cửa nhà tan nát cùng sớm làng, thừa thớt quạnh hiu bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tận diệt lập đời trở lại, khắp lề thứ biên vì thương hại dùng phép màu lập lại thượng quân. Vậy thì bây giờ đây là dùng phép màu lập lại thượng quân, mà năm châu thế giới này bây giờ quý vị đã biết rằng là đã như vậy rồi thì phải lập đời thượng quân thế đức mà thôi. Nên cái công việc mà bây giờ đang sắp đến đó, chúng ta như ngàn cân treo sợi tóc, bây giờ đó là tất cả công việc bây giờ nó đã bao quanh chúng ta hết rồi, là bây giờ chúng ta không còn lối thoát, mà cái con đường duy thoát duy nhất đó là còn ánh sáng quang minh của đạo thôi. Đây là cái con đường thênh thang rộng mở mà Đức Thầy cho biết đó, là con đường lớn là chúng ta để thoát cái thân thôi, chứ còn ngoài ra bây giờ nghĩa là tứ phía bây giờ bị là bao dây hết rồi, địch bao dây trơn, mà chỉ còn một cái đường cuối cùng đó là Đức Cố đó, là Ngài nhờ cái là ông Năm Chèo sau khi phá bao trơn rồi là ông Đức Cố, ông ấy quá giá nguyện đó là ông Năm Chèo đó, hãy nói Năm Chèo số thằng ta bây giờ phận sự đất nước đó đã cùng đường rồi, là nếu mà ngươi sứ mạng trong này đó hãy xuất hiện và dọn đường cho binh sĩ đi, thì ông Năm Chèo ông xuất hiện và dọn đường cho binh sĩ là Đức Cố đi với mặt ngay từ đó. Chúng ta chỉ còn cái là theo Phật Thánh Tiên Ngài mở cái đường chúng ta đi thôi. Biểu thầy cho biết á, đời cùng tu gấp kịp thì đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non, Phật thương bốn đạo như con, muốn cho bốn đạo lòng son ghi lời, nữa sao tới việc biết đời, bây giờ chưa thấy nó thời chưa tin. Như vậy thì bây giờ lúc thầy ra đời với đạo đó là cái đệ nhị thế chiến, rồi bây giờ dài dài tới đó là khi giáo hội còn, rồi giáo hội dừng lại, thì lúc đó chúng tôi thấy rằng là bao nhiêu người người ta tu phải nói rất là tinh tấn. Nhưng mà sau khi từ khi có ban trị sự tới giờ này, không biết là đồng đạo chúng ta như thế nào, rồi lại chia năm xẻ bảy, rồi tu hành đó là những cái mà chúng ta không có đồng giống nhất nhau, cái người thì ý này người ý khác. Bây giờ trong cái việc Phật pháp đó là cái tài sản chung, nước biển á thì có mùi vị mặn mà đạo có mùi vị giải thoát mà thôi, tất cả rạch nguồn đều rõ rồi biển cả. Quý vị mình thống nhất không? Dạ thống nhất. Vậy thì bây giờ đó là cái kỳ này là cái kỳ đó là chúng ta còn đương theo cửa Phật thôi, mà Đức Thầy cho biết là ráng lo tu niệm
tăng thầy cứu cho, thấy không? Thầy kêu mình ráng lo tu niệm tăng thầy cứu cho. Mà khi Đức Thầy ra đời giai đạo, Ngài cho biết á là khuyên chúng sanh niệm Phật coi đời. Mà từ năm 39 giờ quý vị mình kêu mình khuyên mình niệm Phật coi đời mà chừng nào coi. Đây quý vị nghe Đức Thầy nói, ráng trì tâm, chứ trì là nắm giữ, mà giữ ngay cái tâm mình á, tưởng niệm. Tưởng niệm là pháp môn tịnh độ đó. Canh thâu, canh này là canh tí nghe. Quý vị nên nhớ kỹ rằng canh là canh tí á. Canh tí là 2020 đó, là tất cả công chuyện đó đều thu lại gần chúng ta hết. Ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hai ngồi chẳng chấp, vì cuộc biến chuyển thiên cơ rất gấp rồi. Kỳ này phải là thiên cơ biến chuyển rất gấp chưa. Khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành, cầu linh hồn cho được vãng sanh. Đây chỉ rõ đường đi nước bước. Và từ quãng đường này trở về cái ngày lập đời là chúng ta chỉ còn cầu linh hồn thôi, chứ không cầu tiền bạc gì hết. Giờ đây là tới ngày lập đời luôn là chúng ta chỉ còn cầu linh hồn thôi, chứ không có cầu tiền, không có cầu vàng, không có cầu đất. Mấy cái sự này là cái sự bỏ là trần gian hết. Mà để thầy cho biết là khi chúng ta giác ngộ được chân lý rồi đó, sớm về cõi Phật an thân, kẻo kiếp phong trần dài gió vàng sương. Phải không? Ở cảnh đời này là có gì ở tù thôi, chứ đâu có gì sung sướng đâu. Ở cái tù không à. Cảnh thế gian dường thể chốn lao tù, trong biển khổ mấy ai mà thoát đặng. Nơi cửa thánh thì ôi người càng quánh chắn, mà chốn nhà ma chen chúc có thêm đông. Biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào vòng hạnh phúc. Ngũ vị công nhận là có đạo hạnh phúc không? Phải không? Công nhận không? Chỉ có đạo hạnh phúc thôi, chứ đâu có gì hạnh phúc đâu. Như vậy thì bây giờ đó là hiện tại hôm nay là cái ngày diễn biến đến là cực kỳ. Mà Đức Thầy nói đó là từ nay, thầy nói chuyện ngày mai thôi, chứ thầy không nói lâu ngăn. Thầy không nói lâu quá. Thầy nói kể từ nay nói chuyện chiều mai thôi, chứ chẳng nói dông dài khó hiểu. Vì cờ đã thắt rồi, cờ đã thắt còn chờ nước chiếu, mà còn ăn con chốt làm chi. Ở đây Đức Thầy muốn nói là cái giữa cái bàn cờ và chúng ta đây, danh lợi tình cuộc sống tiền bạc đây là cái con chốt. Mà đó nước cờ đã bí rồi, bây giờ làm ăn không được, bây giờ phân phướng lên, thuốc men lên, trái cây bán không được, rồi lúa gạo gì bán không được, mà xăng dầu thì càng ngày lên giọt hoài trơn rồi, công ty công gì bây giờ nó bãi quải trơn, mà chúng ta làm ăn sao đâu, phải không? Mà thầy nói là ước mong đời xét kỹ trong tu hành á, xét kỹ được à. Phật từ bi nặng chữ cao thanh, người lương thiện hưởng muôn điều hạnh phúc. Quá hạnh phúc rồi. Hiện tại và tương lai sau này chúng ta sẽ thành tiên thành Phật. Rồi nào là khi cái ngày Long Hoa đại hội rồi thì Đức Thầy sẽ mở đại hội Long Hoa, chọn đứng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo và định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Quý không? Sau này cái ngày khi thầy mở hội Long Hoa rồi mà chính Đức Thầy đó, chúng ta để chịu trách nhiệm đó, chắc không ai chịu trách nhiệm trơn á. Quý vị tin tưởng 100% không? Phải không? Giờ thầy nói nè, rốt cuộc tương lai do quyết định, phương trời xa thẳm nắm quyền quay, phải không? Như vậy thì giờ đầu ngưỡng vọng đất trời minh chứng, tấm lòng thành quyết dựng đạo đời. Quý vị biết rằng là Phật Thầy Thế An khi Ngài mở đạo trong phái hệ Bửu Sơn Hương vào mùa thu kỷ dậu 1849, khi Ngài trở về ở nơi Thế Sơn là lúc bây giờ là lập chùa Thế Sơn rồi và Phước Điền rồi, thì nghĩa là Đức Phật Thầy Thế An mới kêu ông Tăng Chủ đó, ông ra đằng sau đó, ông mời 18 nước về cho Phật Thầy Thế An gia diệt. Thì lúc bấy giờ là ông Tăng Chủ nói, dạ thưa Phật Thầy, con thấy đây là rừng rú không, đâu có ai đâu trong này, mà Phật Thầy kêu gì đây? Nó ra sao ông kêu đi. Thì ông kêu là 18 nước về cho Phật Thầy Thế An gia diệt thì người ta về thôi. Thì đó là trước đó là ông Phật Thầy Thế An mới kêu ông Tăng Chủ mua cái thước gì đó. Thì khi mà ông Tăng Chủ ra sao ông kêu rồi, 18 nước về Phật Thầy Thế An diệt thì trong rừng hú lên, nai hu tượng beo gấu gì kéo về, thì Phật Thầy Thế An mới xé ăn miếng miếng hết, làm tôm hết ra cái con ở nước này, con kia nước kia, con nước kia, là khùng mà nó chơi chưa ban phục. Như vậy thì bây giờ đó là kỳ này, đó là kỳ gọi là đời cùng đã hết rồi, tu gấp kịp thì là kịp thời đó. Đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non, mà báo ngọc ly kỳ năm non không đâu hơn là dùng núi cấm. Bây giờ đang nóng rồi rực á, đang nóng rực rực chứ, là ngọc ẩn non côn đang tợ lửa lò chứ, châu lạc đường dê nương bức ngựa. Bây giờ nếu quý vị mà cái mùa hè năm nay quý vị không tu là sẽ trễ 100%. Mà để thầy nói thế đây, ngày vui tươi cũng
đà lố bóng cỡ sao đời còn mãi sai xưa. Không tìm thầy đặng hưởng phước thừa, ngài lập hội tay dinh nhành quê. Trao thân phận rạng danh hiếu để thòa giả thầy nơi chốn mây rồng. Thấy không? Mà đức thầy chỉ đó là đang thi vào mùa hè đó nha. Mà thầy nói là thức dậy mà tầm đạo kiếm bài để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Mà đang thi cử nè, cử mùa hè đó. Đây nào quý vị nghe đó, thầy nó thi cử này kể nha. Kìa kìa là tầm tay thầy đã thấy rồi đó. Con cuốc gọi hè là con quắc đó. Chẳng lo gieo giống đậu mè bắp khoai, mà đậu mè bắp khoai không gì khác hơn là Phật Thánh Tiên Thần bốn vị nè. Mà kỳ này không gieo được cái Phật đó thì cũng gieo được Thánh, mà không Thánh được cũng Tiên, mà không Tiên được cũng Thần. Mà bốn vị cấp này không có rồi đó thì rất là trễ đó, phải không? Kìa kìa con cuốc gọi hè, chẳng lo gieo giống đậu mè bắp khoai, thi tả cảnh bồng lai tại thế, mãi chần chờ e trễ kỳ thi, muôn thu thiên định khắc kỳ, hạ nguồn sắc lệnh kỳ luôn qua. Thì cái biển đông này nó nổ cái rồi chúng ta gặp được thầy trên ngày luôn qua đồng hội liền. Quý vị tin không? Tin. Đây nè, tôi kể quý vị nghe cái điều này quý vị quan trọng nha. Lầm than khối lửa cho binh đao là chiến tranh đó. Âu Á lung tung nhuộm máu đào, kỳ này là Âu Á luôn nha. Bá tánh sai xưa mùi phú quý thì sau này chỉ dứt cảnh đồ lao. Rồi đây đó là cái ngày phong ba biết diễn nữa, nước dân nữa. Mà dưng đến đổi là tới ngã ba cái dầu đó là quý vị biết 28 mấy năm đó. Thầy ta ăn thiên tri ngồi bỏ cát ở nước đó. Thấy không? Đồ lao muốn lánh sớm nghe ta, bố thí trì chai giữ với mà. Phật đạo trao dồi tâm tánh lại, giác thiền chiên chở lúc can qua là chiến tranh đó. Can qua dân chúng chớ buồn lo, tích đức giờ ta chúng mình ngồi đâu thích dạng. Thấy không? Thầy kêu tích đức á. Mà bây giờ chúng ta có tích đức là thích cái gì? Nhất là pháp môn tịnh độ. Mà để thầy chỉ biết là từ đây đến buổi thanh bình, muôn người niệm Phật quá mình biết bao. Bây giờ muôn người niệm Phật là điều có quả cao hết. Bởi vì pháp môn tịnh độ là có đời. Pháp môn tịnh độ dự hội năm qua, mà để thầy nói trong cái bài mà mắt nhìn trần đỏ niệm Di Đà đó. Nguyện giái thân này khỏi đỏ xa, muôn đạo hồng quang quay Đức Phật mà soi đường minh thiện đến năm qua, phải không? Mà năm qua kỳ này là thiên Phật đó là bà. Nghĩa là cái ngày hội năm qua hôm nay đó là chúng ta dự hội năm qua rồi. Thì Đức Di Đà hiện có hồ quang luôn. Và tất cả nơi tiên trưởng đều là dự hội qua hết. Và Di Lặc đó là ngài ở núi cấm bây giờ đang có sẵn rồi đó. Biết đâu những ngày mà núi nổ thì cái Di Lặc thiệt sao? Rồi Đức Cố gì đứng cưỡng cái bát đó là Đức Cố thiệt sao? Thấy không? Dạ. Cái chuyện đó chúng ta không biết được. Bởi vì Phật Thiên Thánh rồi đó là điều là xe chuyển rất là nhanh. Chứ không phải mà ông Ba thế này nè. Ông Ba nói là trong cái việc đời mà khi diễn tiến đó là vào đây mà giao cái vào đây nó dài tới nó khổ khổ lắm. Chúng ta phải nghĩa là từ đây tới dài tới rồi khổ dài dài chứ không phải chuyện mà đơn giản đâu. Ông chỉ biết là thình tị sức long chiếu cố mà dặn thời quán thố tráng miêu. Năm tới là cái năm mẹo mà mẹo này đó là nó thầy em cọp đó. Mà năm tới hôm tới mà cháu lại năm nay đó. Năm nay kéo dài tới năm tới đó. Thấy sự thế chẳng tiêu mà tiêu mới lạ. Thấy không tiêu đó mà tiêu đó. Bàn điểm máy cực kỳ nhật dạ e nhân sanh thọ quả bất an. Bàn điểm máy thật tiêu tan người thực gian làm nạn. Phải không? Như vậy thì bây giờ cái chuyện đời khi mà diễn tiến rồi đó thì bây giờ đó quý vị thấy rằng hôm nay chúng ta đi vào tháng 4 rồi. Mà ngày xưa mỗi chuyện mà Đức Thầy nói rằng là 12 giờ khuya nhật đạo chánh pháp. Mà quý vị biết là pháp đang ở lề đường đó, chưa thấy nhật đạo đó. Cái năm này nói thầy nói sao chứ bây giờ pháp đang ở lề đường chứ mà chưa thấy nhật nào. Đức Thầy nói trước giờ phải giờ mà sau giờ phải là giờ. Đúng 12 giờ cái thầy vỗ bàn thầy nói hay chữ thần đại vậy thì nghĩa là nhật nó bắn gì bắn cho ba xung lệnh thôi thì pháp dẫn lên lề đường trên. Là khi nhật đạo chánh pháp vào ngày 24 tháng Giêng năm Ất Chậu 145. Cái Đức Thầy nói mà khi mà nhật đạo chánh pháp rồi thì vậy chứ mà nói chung ra là nhật ăn không có nước con gà. Đức Thầy biết trước luôn á. Mà nhật ủng hộ cho Đức Thầy là đi phước năm 107 chỗ. Cái xe bển là còn là bây giờ nhật nó hiến cho thầy đó. Mà cái xe đó không phải đâu nghe. Lúc trước là khi tiếp thu rồi đó người ta lấy chạy không được đó. Mà tự nhiên cái khi mà rầm lớn đồ tự nhiên cái xe đề lên trái. Có người bất càng luôn á. Cái xe đó đó. Bởi quý thấy quý vị thấy là cái phẩm pháp nó nhiệm màu lắm phải đơn giản đâu nghe. Ừ đẩy ra đấy không được đó mà cái xe tự nhiên cái là giờ đề nhẹ cháy nhẹ cháy mà cái xe đó giờ là vô giá đó chứ không phải diễn thường đâu. Vì vậy thì chúng ta nó tin tưởng rằng là Đức Thầy ngài sẽ xe chuyển hết và kể cả đó là mời 18 nước về đó là Phật Thầy Tây An về việc rồi thì giao cái này kia trên thì sau này khùng mến ở trên trên băng phục và kể cả ông Sấm ông Xét Phật Thầy Tây An đặt con Nhật Bản con Nhật, con Trung Quốc hai cái con này
Phật thầy ta ăn cái đặt rồi, khi nào ông cần mà kêu mới trả lời. Bây giờ nó có mặt cái đây đó, chưa từng thấy biển châu cài đó. Năm châu thế giới này sẽ trở lại một cái màu đen tối thâm kịch, là khắp thế giới biến di thương hải dùng phép màu là bà Thương Vân. Như vậy thì khắp thế giới cửa nhà tan nát cùng xếp làng tôi thất bệnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu thì nay tặng diện lập đời trở lại chứ sao. Vì lập đời rồi. Bây giờ quý vị thấy cái năm mà canh tí này, rồi từ tới giờ này quý vị thấy có im không? Đâu có im, thấy không? Ở bên Trung Quốc và kể cả Việt Nam thì bây giờ làm ăn kiếm cơm thể ăn hay khó lắm mà, không phải dễ đâu nha. Thầy cho biết đó là kẻ nghèo hèn thêm nổi đối rồi đau luôn. Vì này đối rồi đau luôn á. Rất mong mỏi an cư cùng lạc nghiệp, muốn yên ổn được. Mà muốn cơm bài tháng hai cũng có luôn nữa, thấy không? Nên nói thầy bé phim mình đó, miễn cho được ngày hai cơm tẻ bụi bằng hàng, đặng có tu thân nhờ ơn trời ban bố đức ăn, xem chung cuộc phong thần tại thế. Sợ những kẻ hung hăng tồi tệ, thường những người trung nghĩa vẹn toàn, phải không? Kỳ này xử phân thưởng thôi chứ bị ra vô trong thời kỳ là xử phạt rồi, phải không? Vậy thì đời hạ ngôn hay chết tôi sanh, mà quý vị thấy rõ giờ ta già mà chết thôi, chết tôi sanh hay nào? Nhưng mà cái dịch vừa qua rồi đó là chết tôi sanh không đó, tôi sanh không đó, thì cái đó là đi vào cái chỗ là chung cuộc rồi đó, là phong thần rồi đó. Mà thầy chỉ biết đời hạ nguồn hay chết tu sanh, thấy không? Như thuở trước nhan hồi còn trẻ, miễn cho được ngày hai cơm tẻ buổi bằng hàng, là có tu thân mà tôi đọc nãy đó. Thì bây giờ đang vô phong thần rồi đó, thì bây giờ xử và thưởng. Thì bây giờ năm nay bắt đầu là vô công việc rồi. Mà tới tháng 4 này, tới tháng 5 thì nó thế này nè. Cuộc đời nay như ngựa buông cương, khó dừng lại gió cừu lập bập, mặt nước biển lỗ nhô lặn hợp, chìm đua bài cá lại tranh mồi, ngọn thủy triều nô nức sục sôi, bầu trái đất một phen luân chuyển. Đó là thầy nói biển Đông à. Đó thầy nói biển Đông ha. Rồi tháng 6 gì biết sao? Tại sao thầy nói thế này nè? Ru con buồn ngủ chưa mê, tầm đồi lên kén mà sợ dê phá chuồng. Bởi vì đức thầy đó là dạy bảo mình hôm nay đó là cái như ru đứa con vậy đó. Mà đứa con mình giờ nó không có mê chứ, bà hồi nó thức, bà hồi nó ngủ. Mà bây giờ công chuyện nó đang bày bộn tới, đời sắp hết rồi, dạy đạo là 83 năm rồi, mà tín đồ bây giờ thấy tu cũng chưa ra gì hết. Gọi là chưa mê cái đạo đó. Hồi nó mê đời, hồi nó mê tiền, hồi mê vàng, hồi mê đất, gọi là ru con buồn ngủ chưa mê đó. Mà tầm đồ lên kép, mà tao nói là làm ruộng ăn cơm nằm, mà nuôi tầm ăn cơm đứng, quần gió dặn này nè. Mà cái chảo nước sôi này đó, nếu mà để cô tầm vô không kịp đó là nó quá ra nhậm, phải không? Quá ra nhậm. Thành thử ra làm ruộng ăn cơm nằm mà nuôi tầm đứng thì ru con buồn ngủ chưa mê, mà tầm đồ lên kén. Con tầm lên kén đầu là phải nhúng rồi lấy tơ liền chống để trễ được. Mà con dê này phá chuồng nữa, con dê chỉ thân sao đó. Dù con buồn ngủ chưa mê, tầm đầu lên kém mà sợi dây phá chuồng, nực cười cho lũ sẽ muôn, đem lại cây nghiệp phá tuồng thương yêu, đến sau phách lạc hồng siêu, rã rời thân thể mang nhiều quả ương. Ai ơi ngắm cho tường nhìn năm tặng mặt hùng cường làm chi. Và kể cả cho bài thiên lý ca thầy nó hết tất cả gì là diễn tiến tới. Như vậy thì thầy đi với ông điện đài là lên cảnh Tà Lơn. Thầy nói mày nghe lời cùng điên chi mà đi trên này. Mấy ông cho mình mà ông ra trơn, thầy cho mình nó bỏ xác cái này quá. Cái ông điện đài tôi cũng rầu quá đi. Hôm nay mà mấy ổng đã còn trong mình thầy chứ đâu. Đức thầy nói thầy thử mày vậy chứ, cái sự nghiệp gia đình mình cho vài ngàn bạc và dòng họ cho vài chục người. Mà thầy hôm nay mà giá muôn một rồi đó, là muôn triệu tín đồ cho buổi hàng quân này dẫn dắt. Muôn triệu tín đồ cho buổi hàng quân này dẫn dắt. Tất cả gì do đức thầy vận chuyển hết. Nên đức thầy đó là nói là ngày sau này thầy có cái thời gian vắng mặt tín đồ lâu lắm, mà không ai biết đâu thầy đâu trơn. Cái ông điện đài hỏi thầy chứ thầy về không, thầy nói về chứ. Bây giờ nước còn ngược còn xuôi, dân còn gì còn khác. Qua tháng 5, qua tháng 6, nước xuôi một chiều, dân một mái thì về, phải không? Công chuyện này đó là nó bề bộn diễn tiến tới hoài tới ngày lập đời luôn, quý vị không đừng có mong rằng trở lại như ngày xưa, không có nó đâu, không có đâu. Sở dĩ mà hai năm qua mấy vừa qua đó là nói chung ra là để dừng cho mình lại chi, để cho mình giác ngộ, thấy rằng chết gì có ghê chưa, bị thiêu gì có ghê chưa. Rồi bây giờ đường xá gì là cấm gì rồi, bây giờ không đi được ghê chưa. Mà Phật thầy Tiên An thiên sư rồi đó,
Ông nói biết là khi tới đời rồi đó là lộ vô nhân đáo, là không phải đi. Rồi ruộng vô nhân canh là không ai làm, nhà vô dân cư không ai ở. Thì bây giờ cái đường không có ai đi là có rồi, phải không? Rồi bây giờ đó là ông ba cho biết á, thương ba năm không chợ nhóm chiều, nhà không người ở nên nhiều năm mô. Thầy chết không lấp mà để phơi khô, không nước mà uống năm mô đâu nào. Thì bây giờ năm Sửu đã, bây giờ đó là đã có không chợ nhóm chiều rồi. Thì bây còn cái nhà đó là thay không lấp mà để phơi khô, không nước mà uống. Thì bây giờ năm nay năm tới. Bị trong cái bài không thầy nói đó, đại đạo dấu văn văn bất tri. Là đem đạo lớn đến Thích Ca Mâu Ni thừa phụ và dạy cho mình, nó là văn bây giờ không tri đó. Đua theo vật chất hận hờ đằng tiên, hố sâu tình dục lại ghiền ghiền cho đến lúc khi chúng khiêu quan tài. Hay là trong sứ mạng thầy còn chỉ rất rõ là thiên tào đà xét định khắp chúng sanh trong thế giới trong buổi hạ nguân này say mê vật dục chìm đắm trong cái biển lợi danh mà gây nên nghiệp quả. Lực trời đà chỉ tội, xét kẻ thiện căn để ít mình người tội ác quá nhiều, phải không? Bây giờ nhìn nhìn coi tội ác không, không ai mà tính tu hiện chứ, phải không? Đâu ông nào chạy xe hoài không biết, không ai tin quá tội ác rồi, phải không? Như vậy thì đại đạo cho dân dân bất tri là đây là cái ăn xá cuối cùng, chứ lẽ tiêu diệt rồi, mình đã chết rồi mà nhờ cứu tử quần sanh lại, thì đáng lẽ là cứu tử quần sanh để cho mình tu để hướng cuộc đời tương đất chứ, có đâu mà cứu tử quần sanh cho mình rồi không biết ơn nghĩa trơn, không biết ơn nghĩa của Phật Thích Ca Mâu Ni, không biết ơn nghĩa của thầy trơn, cứ việc lo làm ăn giàu có, ai chết kệ ai, thậm chí tới nói đạo thôi mà ta cũng chê khen nữa. Tôi mới cha này tối ngày hôm rồi đang nói chuyện thiên cơ gì đó, chuyện gì đâu không làm cho ta nó là không làm ăn được đâu, không phải đâu. Cái này là tất cả những lời duyên tri của Phật Thánh Tiên hết, mà thầy nói lời xưa người cổ còn ghi những việc lạ kỳ nên có ai chưa, mà chưa là với kẻ chẳng ưa chứ người tâm đạo bất thừa tới đâu. Tôi đó bắt gặp những nhiều đồng đạo rồi, đã nói rồi, đồng đạo mình mà nói đồng đạo mình á, chứ mấy thừa đó nói mà mấy ông không biết ai thúc đẩy rồi bây giờ đi nói thiên cơ này kia đâu, sai lắm. Nói câu đó là bắt luôn là thầy đó, cho mày chuyện cho đâu, nó tổn đức cho mày chuyện cho đâu nghe, nó tổn đức ra. Thì cái này đó là chung ra là chúng ta đó là nên tin tưởng rằng được thầy cho biết là việc sẽ đến là chuyện thật. Trong cái hệ của Sơn Kỳ Hương tự ông ba Phật thầy ta ăn mượn tay ông ba giết, mà lý do sao thầy nói thiên cơ, việc thiên cơ khùng tỏ trời trơn mình cho thần hạ từng nên lo lý, để thấy rằng cuộc đời này đã tan diệt ra đến rồi. Quý vị thấy rằng là tôi đã phân tích từ clip trước đó, đức thầy ra đời dạy đạo đó là bao nhiêu năm, năm nào đến năm nào Phật Thích Ca Mâu Ni nhập nước bàn 80 năm thì đức thầy chúng ta dạy năm tí cũng hết, mà tí việc năm 36 tới tí thì cái tí này hết à. Nên Phật trầm ổng cho biết á là nhân sanh ư tí vậy thì, địa tịch ư sủ vậy thì chẳng sai, rồi nhân sanh ư dần bằng nay, đầu nguồn giáp tí sanh rài lưỡi nghi, là ở đây đó là muốn nói rằng là đầu của cái năm canh tí này là phân đến đời thượng nguồn rồi đó, tới đời thượng nguồn đến 5 năm chứ mà vậy ra. Thành thử ra đó là thay cái thời kỳ này đó là thời kỳ đó là chúng ta không tu rồi đó, là còn phải chờ nằm dưới đáy biển muôn lý kiếp. Nếu mãi mê mang mù tục lỵ thì linh hồn chìm đắm chốn này hà, thì biết chừng nào lên đâu ngờ được, thấy không? Như vậy thì bây giờ đó là đây là một cái kỳ ăn xá cho cùng cho mình. Đức thầy đã đừng ham tranh đấu thiệt hơn tu niệm chớ sờn, uổng lắm nhân ơi, uổng lắm à. Hồng trần biển khổ thấy rồi, đáng tu nhân đạo cho trọn hay. Cái nhân đạo mà làm không được nó làm sao tiên đạo Phật đạo được, phải không? Chúng ta là cái người có một cha và đồng đạo, rất lẽ ra thì phải thương nhau không hết. Rồi anh này nói đạo, anh kia nói đạo cũng là điều cái tinh thần tốt để cho anh em ta hòa nhập, để cho lo tu hiền. Chứ còn bây giờ mình nói cái ông này nói gì, ông kia nói nó mấy ông nói thiên cơ gì là đức thầy được định người ta nói rồi, bây giờ mấy ông đâu có quyền đó. Đức thầy nói là trong cái việc mà đạo đức này đó là ta biết là chừng nào cũng đạo hiểu thông, rồi thiên cơ đạo lý mới là để lòng mà thôi. Hay là trong cái thiên cơ này mà chúng ta phải bài hết ra trong một đạo muốn nơi cao quý, phải chi tầm quyền bí nơi cơ, từ sấm kinh cho đến thi thơ trong chúng ấy nhiều nơi trọng yếu. Đây là trọng yếu của cái người tu thấy cuộc đời là giả tạm. Nếu mà chúng ta thấy còn dài thì chúng tôi phan ha tu, tôi ra làm ăn, phải không? Đây là cơ duyên phúc tầng thiên giáng bốc rồi, bởi cơ trời đã thúc bên lưng, mà không tu chừng khổ cũng ưng, mà tu hành cập cảnh vui mừng tổ thai, quý vị thấy nhất không? Ừ, vậy thì bây giờ còn cái giây phút cuối cùng là mau mau kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân hội này. Lý do sao mà chúng tôi nói lập thân hội này? Tại vì đó là Phật thầy ta an chúng ta bỏ cái dở cái hội rồi, rồi đến Phật cái bổ sư cũng bỏ cái hội rồi, Phật trùm cũng bỏ cái hội rồi, bổn tới Phật chỉ giáo phải bỏ cái hội rồi, tới đức thầy nữa thì bỏ cái hội nữa thì đâu còn cái hội khác được, hết rồi, phải không? Đâu còn cái gì khác được. Thành thử đã là xưa nay không có mấy khi
dương trần khó Phật vậy thì chúng đây. Thôi bây giờ đáng lẽ còn nói thêm nữa nhưng mà đồng đạo chúng ta nói quá nhiều rồi. Thôi bây giờ đến đây thì bao nhiêu nó cũng quá đầy đủ rồi. Chúng tôi đã có gặp anh em bên nhà vẫn là nói cũng nửa tiếng rồi. Có mấy cháu nó cũng mến mộ nghe tinh thần đạo pháp thì chúng tôi cũng rất là cung kính quý vị trao đổi đạo pháp hôm nay cũng như năm giờ tất cả cũng như đạo boss cho anh em đây cũng vì cái lòng tốt thương anh em rằng muốn nhắc nhở để rồi cho cô tu thực kỳ thôi. Chứ ngoài ra anh em đây nó chỉ không phải là muốn cần đồng tiền mà đây vì cái tình thương là cho chúng ta đều đồng tu để hưởng đại hội hôm qua. Đối với tôi vậy thôi thì đến đây cũng xin dứt lời và nguyện cầu mười phương chư Phật ba linh của Đức Thầy để gia hộ trì cho toàn thể đồng đạo chúng ta luôn luôn hướng về chánh pháp Đức Thầy và ráng hành pháp môn tịnh độ để rồi dự hội Long Hoa khi Đức Thầy trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.